Kênh Hoa Lan TV giới thiệu các bạn cái giò da báo rất là đẹp. Giò da báo này thì nó có ở vườn tôi cũng lâu rồi. Năm nay nó có hai cái vòi hoa khá là đẹp. Đấy, nhìn rất là giống, gọi là giống với da báo, da của con báo. Đặc biệt, điểm đặc biệt của cái da báo này là hoa cực kỳ thơm. Đứng gần khoảng cách như thế này đã thấy là cực kỳ thơm. Cái giò da báo này năm vừa rồi nó phát triển khá đặc biệt ở chỗ là nó đẻ một loạt nhánh con này. Của sang năm thì hy vọng là nó sẽ khủng hơn, nó có 1-2 năm nữa thì nó sẽ ra thêm hoa ở cái con này nữa thì sẽ rất là tuyệt vời. Hoa rất đẹp. Đấy, có một cây con này, 1, 2, 3, 4, có 4 cái kỳ nảy lên từ gốc rất là hay. Hey.